Xin chào quý vị các bạn. Quay trở lại chương trình Mỗi Ngày Một Sản Phẩm của Thế Giới Máy. Hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu các bạn sản phẩm máy thái chuối thô Takeo TK15. Máy có hệ thống bánh xe và tay đẩy để giúp di chuyển dễ dàng hơn. Máy có CB để bảo vệ motor và chống giật. Motor được kết nối với máy qua trục bạc đạn và dây cun loa. Trên đường trục bạc đạn có bánh gà để giúp máy vận hành dễ dàng hơn và giảm thiểu được nguồn điện. Đây là hệ thống lưỡi dao. Lưỡi dao được làm bằng nhíp đèn công nghiệp, rất là sắc bén, có thể thái chuối hoặc là băm cành cây cho dê. Bây giờ thì tôi sẽ test thử máy cho các bạn xem. Đây là nguyên liệu sau khi thái. Dạng thô này chúng ta có thể cho bò, heo, dê ăn được. Còn nếu chúng ta băm cho gà, vịt thì chúng ta có thể bỏ vào và băm lại thêm một lượt nữa. Đây là nguyên liệu thành phẩm khi chúng ta băm lại lượt hai để cho gà và vịt ăn. Nếu như các bạn có nhu cầu quan tâm đến sản phẩm máy thái chuối thô Takeo TK15, các bạn có thể truy cập vào website thegioimay.vn hoặc liên hệ trực tiếp số hotline bên dưới video. Hoặc các bạn có thể đến địa chỉ showroom 354 đường Bình Long, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú để được xem máy trực tiếp và tư vấn. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Bà con đừng quên bấm nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy và bấm nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải video mới hướng dẫn sử dụng máy móc thiết bị cho bà con.